Cái sự ra đi đột ngột của ông vì cái căn bệnh phong thì đó cũng là một trong những cái điều làm cho cái phong trào thơ mới, cái đền thơ trong văn học Việt Nam thời bấy giờ nó có một cái sự mất mát rất là lớn, bởi vì ông là một người rất là đa tài. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nghĩ là Hà Mạc Tử mất ở trại Văn Viên Giang là bị bệnh về phong cùi, nhưng mà thật sự là không phải, bởi vì ông chỉ mất về bệnh khiết lỵ thôi. Nghe có lạ không con? Có không? Vì thật sự cái điều này thì nếu mà có dịp thì em sẽ được chia sẻ cho mình hiểu hơn. Bởi vì chút nữa chúng tôi đi ngang qua đường Trần Hưng Đạo á, thì số nhà 394 cũ bây giờ nó có cái quán chè, quán cà phê Mộng Cầm. Từ kế bên nó cũng có mở một cái Mộng Cầm nữa, nhưng mà thật sự là không phải là cái nhà chính hiệu của cô Mộng Cầm ở với chồng của cô, tức là ông Hồ Lộc Bình. Hiện tại cái ngôi nhà bây giờ là con của chủ sĩ Mộng Cầm vẫn còn đang ở đó. Dạ, giờ có Mộng Cầm. Bởi vì thật sự là viết ở trên xe mình, các anh chị thuộc cụ mình đều mình biết hết. Cái bà bụi nhà tử mình không có nói tí, thì là các cô chú anh chị người nhà mình đi mình thiệt thòi, đúng không ạ? Cho nên là